Vì xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Thời sự 360 được phát sóng trên phố Bosa TV Và bây giờ là chiều thứ 5 ngày 2 tháng 11 tại California, cũng là sáng thứ 6 ngày 3 tháng 12 tại Việt Nam Thời sự 360 hôm nay có những tin tức nổi bật sau đây Dịch vụ sang tên xe Văn phòng chúng tôi chuyên lo về dịch vụ Sang tên xe, xin giấy chủ quyền xe, đóng tiền thuế lưu hành để lấy sticker xe liền tại văn phòng và giúp quý vị bán xe cũ cho chính phủ với giá lên tới 1.500 đồng. Nhân viên rất vui vẻ, nhanh nhẹn, phục vụ tận tâm và uy tín. Mọi chi tiết xin gọi Henry Nguyễn 714 422 8266 Văn phòng số 12432 Brookhurst Street, Garden Grove, góc đường Brookhurst và Lamson. Tòa án tối cao Hoa Kỳ có khả năng lật lại các án lệ cho phép phá thai ở Mỹ. Tòa án tối cao Hoa Kỳ được nhìn nhận có khả năng cao khôi phục lại việc cấm phá thai tại Mỹ bằng việc duy trì đạo luật cấm thủ tục này khi thai được 15 tuần tuổi trở lên ở bang Mississippi. Luật của Mississippi được thông qua vào năm 2018, đã gặp phải thách thức pháp lý từ Tổ chức Sức khỏe Phụ nữ Jackson, một phòng khám phá thai tuyên bố luật này là vi hiến và cần bị chặn vĩnh viễn vì vi phạm các quyết định trước đó của tòa án về vấn đề này. Người đứng đầu ngành tư pháp bang Mississippi, Scott Stewart thúc giục tòa án duy trì lệnh cấm phá thai sau 15 tuần của tiểu bang và bãi bỏ các trường hợp duy trì quyền được phá thai theo hiến pháp của phụ nữ, ông nói. Khi một vấn đề ảnh hưởng đến tất cả mọi người và khi hiến pháp không đứng về phía nào, thì quyền sẽ thuộc về người dân. Luật do cơ quan lập pháp do đảng Cộng hòa lãnh đạo ở Mississippi thông qua sẽ cấm hầu hết các trường hợp phá thai khi thai nhi được 15 tuần và không có ngoại lệ đối với tội hiếp dâm hoặc loạn luân. Nếu luật Mississippi được duy trì, hơn 20 bang khác của Hoa Kỳ dự kiến sẽ tìm cách hạn chế phá thai tương tự. Thẩm phán Amy, người được ông Trump đề cử, đã liên tục hỏi tại sao việc nhận con nuôi không thể được coi là một giải pháp thay thế khả thi cho việc phá thai. Thẩm phán Kavanaugh cũng được ông Trump đề cử nói rõ rằng ông tin rằng việc tiếp cận phá thai nên được các bang quản lý trong khi đó luật sư julie của trung tâm quyền sinh sản nói rằng luật mississippi là vi hiến một cách rõ ràng elena một trong ba thẩm phán thuộc phe tự do của tòa án cho biết quyền phá thai là một phần tạo nên sự tồn tại của phụ nữ ở đất nước này riêng thẩm phán sonia một người theo đuổi chủ nghĩa tự do khác nói rằng quyền lựa chọn của phụ nữ quyền kiểm soát cơ thể của chính mình đã được thiết lập rõ ràng Tuy nhiên, Tổng thống Biden hôm thứ tư cho biết ông ủng hộ và sẽ tiếp tục ủng hộ án lệ duy trì quyền phá thai của phụ nữ. Tòa án dự kiến sẽ đưa ra quyết định của mình vào tháng 6, với tỷ lệ phe bảo thủ chiếm áp đảo 6-3. Nhiều hãng truyền thông Mỹ nhận định quyền phá thai sẽ có thể bị lật ngược tình thế. Mỹ tăng số chuyến bay do thám sát Trung Quốc ở Biển Đông lên mức kỷ lục. Các trinh sát cơ mỹ đã thực hiện 94 lượt do thám tầm gần ở Biển Đông trong tháng 11 vừa qua, tầm suất dày đặc chưa từng thấy. Tổ chức sáng kiến tình hình chiến lược Biển Đông (SCSPI) thuộc Viện nghiên cứu đại dương Đại học Bắc Kinh hôm qua cho biết số chuyến bay của trinh sát cơ mỹ ở Biển Đông trong tháng 11 tăng gần 30% so với mức kỷ lục 75 chuyến được ghi nhận hồi tháng 2. SCSPI bắt đầu báo cáo dữ liệu này từ tháng 6 năm 2019. Theo SCSBI, Mỹ đã thực hiện số chuyến bay do thám gần Trung Quốc cao nhất trong một ngày khi điều 10 trinh sát cơ bay trên Biển Đông ngày 4 tháng 11, trong lúc nhóm tác chiến tàu sân bay USS đi qua khu vực. SCSBI cũng cho biết trinh sát cơ Mỹ mở rộng phạm vi trinh sát trong tháng 11, trích dẫn chuyến bay qua eo biển Đài Loan của máy bay tuần thám B-8A ngày 29 tháng 11. Trong quá trình hoạt động, máy bay chỉ cách đường cơ sở của lãnh hải lục địa Trung Quốc khoảng 15,91 hải lý, khoảng 29,46 km. Dữ liệu về hoạt động của chính xác cơ Mỹ được SCSPI tổng hợp từ hệ thống thu phát tín hiệu tự động ADSP và có thể không ghi nhận được những chuyến bay bí mật. Trong đó, phi cơ không bật thiết bị định vị. Do đó, SCSPI lưu ý số lượng nhiệm vụ do thám của Mỹ tháng trước có thể cao hơn số liệu họ thu thập được. Bộ Quốc phòng Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin này. Mỹ gia tăng tần suất hoạt động của trinh sát cơ trong bối cảnh căng thẳng ở eo biển Đài Loan leo thang và Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động quân sự gần đảo Đài Loan. Trung Quốc luôn tuyên bố Đài Loan là phần lãnh thổ chờ thống nhất và không loại trừ khả năng sẽ sử dụng vũ lực. Mỹ cũng nhiều lần phản đối các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc trong khu vực, cáo buộc nước này quân sự hóa biển Đông và đe dọa các nước láng giềng như Việt Nam. Malaysia và Philippines. Giới quan sát hồi tháng 2 nhận định hoạt động của Mỹ ở Biển Đông cho thấy chính quyền tổng thống Joe Biden sẽ không thu hẹp quy mô hoạt động về vấn đề thách thức yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông. Tuyên bố chung Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Hàn Quốc lần đầu đề cập đến Đài Loan. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Mỹ-Hàn Quốc hôm thứ Năm ngày 2 tháng 11 đã phát đi tuyên bố chung về các vấn đề an ninh song phương và khu vực. Đáng chú ý, tuyên bố chung này lần đầu đề cập đến vấn đề của Đài Loan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và người đồng cấp Hàn Quốc hôm 2 tháng 12 đã có một cuộc họp quân sự song phương thảo luận chính về mối đe dọa Bắc Hàn, nhưng cũng đề cập đến các vấn đề vượt ra ngoài bán đảo Triều Tiên, trong đó có vấn đề eo biển Đài Loan. Theo Reuters, lần đầu tiên tuyên bố chung của Bộ trưởng hai nước Mỹ-Hàn Quốc đã khẳng định Tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan. Lời lẽ nêu trên là lặp lại ngôn từ mà tổng thống Hàn Quốc lần đầu sử dụng hồi tháng 5 trong một cuộc gặp với tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington DC. Tình hình eo biển Đài Loan là vấn đề nhạy cảm đối với Hàn Quốc bởi vì nước này đã đang cố gắng tìm cách cân bằng giữa lợi ích kinh tế Trung Quốc với việc Washington thúc đẩy các đồng minh phải đối phó với sức mạnh đang lên của Bắc Kinh. Tuyên bố chung nhắc đến vấn đề Đài Loan nêu trên được phát hành cùng ngày Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc có chuyến công du Trung Quốc để họp với quan chức ngoại giao cấp cao tại nước này. Tuyên bố đó cũng đến một ngày sau khi cựu Thủ tướng Nhật Bản, ông Abe nói rằng hành động của Trung Quốc xâm lược Đài Loan sẽ là nguy hiểm nghiêm trọng đối với Nhật Bản. Trung Quốc đã triệu tập đại sứ Nhật tại Bắc Kinh để phản đối phát biểu của ông Abe. Bộ trưởng Mỹ đến Seoul lần này tham dự cuộc họp quân sự Mỹ Hàn Quốc thường niên lần đầu tiên kể từ khi ông Biden tiếp quản Nhà Trắng thay cựu tổng thống Donald Trump và cũng là cuộc họp quân sự song phương cuối cùng trước khi tổng thống Hàn Quốc hết nhiệm kỳ vào tháng 5. Liên Âu công bố đầu tư 300 tỷ euro để thay thế vành đai và con đường. Và thứ tư ngày 1 tháng 12, Ủy ban châu Âu đã công bố kế hoạch vào năm 2027 sẽ đầu tư 300 tỷ euro tương đương với khoảng 340 tỷ đô la Mỹ trên toàn thế giới cho các dự án cơ sở hạ tầng, kỹ thuật số và khí hậu, mục đích là để thay thế cho sáng kiến Vành đai và Con đường của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 1 tháng 12 năm 2021, chủ tịch của Ủy ban châu Âu đã rung chuông tại lễ khai mạc của kế hoạch có tên là Global Gateway nhằm tăng cường chuỗi cung ứng, thúc đẩy thương mại của Liên Âu và giúp chống lại biến đổi khí hậu tập trung vào các lĩnh vực số hóa, y tế, khí hậu, năng lượng và vận tải, cũng như là giáo dục và nghiên cứu. Người đứng đầu Ủy ban châu Âu cho biết, không giống như sáng kiến vành đai và con đường của đảng Cộng sản Trung Quốc. Liên Âu đảm bảo rằng các cộng đồng địa phương được hưởng lợi từ các dự án cơ sở hạ tầng của Goba Gateway. Đối với họ, sự tham gia của Liên Âu đồng nghĩa với rủi ro đầu tư ít hơn. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khởi động dự án Vành đai và Con đường vào năm 2013 và đầu tư rất nhiều vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở hàng chục nước trên thế giới. Nhưng Liên Âu chỉ ra, nguồn tài chính của Bắc Kinh thường không thuận lợi và không rõ ràng, khiến một số nước nghèo hơn phụ thuộc vào Đảng Cộng sản Trung Quốc do bị nợ nần. Global Gateway của Liên Âu sẽ cung cấp vốn cho các nước nhận đầu tư dưới các hình thức viện trợ không hoàn lại, cho vay và bảo lãnh. Ủy ban châu Âu cho biết các khoản tiền này sẽ được cung cấp trong điều kiện công bằng và thuận lợi để tránh cho các chính phủ nước thứ ba đối mặt với vấn đề nợ nần. Ủy ban châu Âu cho biết chương trình Global Gateway cũng sẽ tập trung vào cơ sở hạ tầng vật lý như cáp quang, hành lang giao thông sạch và đường truyền điện sạch để tăng cường mạng lưới kỹ thuật số, giao thông và năng lượng bằng cách giúp đỡ các nước Liên Âu cũng sẽ thúc đẩy lợi ích của chính mình và củng cố chuỗi cung ứng của mình, vì thực trạng mong manh của chuỗi cung ứng đã bị phơi bày trong đại dịch Covid-19. Kế hoạch Go Bay Gateway được ra đời sau hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức tại Anh vào tháng 6. Khi đó, cuộc họp đã quyết định khởi động một sáng kiến cơ sở hạ tầng toàn cầu. Trung Quốc triệu tập đại sứ Nhật để phản đối phát biểu của ông Abe. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Tư ngày 1 tháng 12 đã triệu tập đại sứ Nhật Bản tại Bắc Kinh để họp khẩn. Động thái này được thực hiện sau khi cựu Thủ tướng Nhật Abe đã tuyên bố rằng Nhật-Mỹ sẽ không thể làm ngơ nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Reuters dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết khi gặp đại sứ Nhật Bản Hideo Tarumi, trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc Hoa Xuân Ánh đã gọi những phát biểu của ông Abe là sai lầm và vi phạm những chuẩn mực quan hệ cơ bản giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời bà Hoa Xuân Ánh nói thêm rằng, những bình luận của ông Abe đã công khai thách thức chủ quyền của Trung Quốc và trắng trợn ủng hộ những lực lượng độc lập Đài Loan. Bà cũng nói thêm, Trung Quốc cực lực phản đối về điều này và cho biết Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gửi phản đối nghiêm khắc tới Nhật Bản. Trong cuộc họp báo tại Tokyo vào sáng thứ 5 ngày 2 tháng 11, khi được báo giới hỏi về việc Trung Quốc triệu tập đại sứ Nhật, chánh văn phòng nội các Nhật Bản, Hirokazu Matsuno nói rằng Nhật không đồng tình với hành động của Trung Quốc bởi vì chính phủ Nhật Bản không chịu trách nhiệm về những phát biểu của những người không là thành viên chính phủ. Ông Hirokazu Matsuno cho hay, đại sứ Tarumi đã nói, Trung Quốc cần phải hiểu rằng có người ở Nhật Bản có những quan điểm như vậy và Nhật không thể chấp nhận những quan điểm một phía của Trung Quốc về những vấn đề như thế. Hôm thứ Tư ngày 1 tháng 12, phát biểu trong một diễn đàn trực tuyến do Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Đài Loan tổ chức, ông Abe đã nói rằng hành động xâm lược vũ trang Đài Loan sẽ đặt ra mối nguy hiểm nghiêm trọng cho Nhật Bản. Tình trạng khẩn cấp tại Đài Loan là tình trạng khẩn cấp tại Nhật Bản và do đó cũng là tình trạng khẩn cấp đối với liên minh Nhật-Mỹ Mọi người tại Bắc Kinh, đặc biệt là chủ tịch Tập Cận Bình, không bao giờ nên hiểu sai về những thất này của Nhật. Ông Abe tuyên bố. Ông Abe đã từ chức thủ tướng Nhật Bản vào năm ngoái do sức khỏe không đảm bảo. Tuy nhiên, cựu thủ tướng hiện vẫn là lãnh đạo nhóm lớn nhất trong Đảng dân chủ tự do cầm quyền và vẫn duy trì được ảnh hưởng lớn trong đảng này. Happy Holidays Teletron kính mời quý đồng hương tham dự đại nhạc hội hoàn toàn miễn phí lần đầu tiên quy tụ hơn 60 ca nghệ sĩ nổi tiếng được tổ chức tại Teletron Garden Grove liên tục trong 3 ngày thứ sáu 17 tháng 12 và thứ bảy 18 tháng 12 từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối và chủ nhật 19 tháng 12 từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối đặc biệt hot dog và soda chỉ một đô la mà thôi và để tống tiễn năm cũ đón chào năm mới Teletron dọn warehouse đại hải giá đến 80 phần ốp trên nhiều sản phẩm sức khỏe và tiện nghi gia đình xin nhớ 3 ngày 17 18 và 19 tháng 12 đại nhạc hội miễn phí lần đầu tiên quy tụ hơn 60 ca nghệ sĩ nổi tiếng được tổ chức tại Teletron trên đường Beach Cock Garden Grove. Điện thoại 714 892 6999 714 892 6999. Trang nhà teletronusa.com Tường Vi xin cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của phố Bosa TV. Và đây chúng ta sẽ quay trở lại với bản tin Việt Nam. Bộ Công an Việt Nam nói về việc bắt chủ tịch tập đoàn Vimedimax Nguyễn Thị Loan. Chiều tối ngày 2 tháng 12, tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Sô tránh văn phòng Bộ Công an thông tin về việc khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam nguyên Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường và bà Nguyễn Thị Loan, chủ tịch hội đồng quản trị công ty của phần tập đoàn Vimedimax. Liên quan vụ ông Trương Quốc Cường, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận cơ quan tố tụng tiếp tục đang làm việc. Về vụ bà Nguyễn Thị Loan, tướng Tô Ân Sô cho hay, đây là một vụ án liên quan đến việc đấu thầu đất đai. Theo ông, sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định cho huyện Đông Anh đấu thầu diện tích đất khoảng 49.000 m2, công ty của bà Nguyễn Thị Loan lập tức tiến hành các biện pháp như vay thầu, tức là cho các công ty con cá nhân để đem đi đấu thầu và dùng các biện pháp câu móc với cơ quan liên quan để hạ giá đất lúc đó xác định là 500 tỷ đồng nhưng xuống còn 300 tỷ đồng để được thắng thầu, tướng Tô Ân Sô nêu lên. Bà Nguyễn Thị Loan đã cho rải ba công ty vay thầu, nhằm loại các công ty khác để chỉ còn ba công ty này. Tại vòng đấu thầu thứ nhất, ba công ty đều đưa ra một mức giá đến vòng 2, vòng 3 và vòng 4 đều cùng một giá như nhau và đều xin bỏ thầu, sau đó là bốc thăm. Người phát ngôn Bộ Công an nêu rõ hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án này. Trung tướng Tô Ân Sô chia sẻ thêm, trong công cuộc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, lực lượng công an nhân dân thực hiện theo phương châm là quyết tâm, quyết liệt, chủ động, thường xuyên liên tục với quan điểm thượng tôn pháp luật, đúng người đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, không có vùng cấm, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, rõ đến đâu xử lý đến đấy. Với những vụ án tham nhũng mà dư luận bức xúc, đặc biệt những người đứng đầu thuộc diện có chức vụ cao hoặc là có ảnh hưởng trong cộng đồng mà vi phạm pháp luật, ngoài việc chỉ đạo trực tiếp thường xuyên trong quá trình tố tụng trước khi cơ quan điều tra tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can thì ban thường vụ đảng ủy công an trung ương họp nghe lại xem xét rất cẩn trọng các vụ việc đặc biệt là khi khởi tố những người có ảnh hưởng có chức vụ quyền hạn bộ trưởng công an yêu cầu cơ quan điều tra phải cá thể hóa trách nhiệm của người vi phạm xem có vi phạm không nếu quyết định của người đứng đầu vì dân vì cái chung có sai nhưng không có tiêu cực thì sẽ được xem xét một cách khác so với những người cơ quan điều tra báo cáo rõ ràng trong vụ việc có ăn chia, có phần trăm, phần chục gì đó, có tiêu cực thì rõ ràng cần phải xử lý. Chánh văn phòng Bộ Công an lên tiếng. Cũng theo ông Tôn Sô, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực yêu cầu Bộ Công an ưu tiên làm việc trước một số vụ việc, trong đó có các sai phạm trong lĩnh vực y tế, đấu thầu đất đai, đem theo đúng chủ trương là xử lý một vụ án thì cảnh tỉnh cả một vùng và cả một lĩnh vực. Phá đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay ở thành phố Hồ Chí Minh. Tiền giao dịch lên đến 87.000 tỷ đồng. Một đường dây đánh bạc khủng vừa bị công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá thành công, công an bắt giữ hàng chục đối tượng và thu giữ nhiều tỷ đồng cùng hàng loạt siêu xe. Ngày 2 tháng 12, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao BA05 Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn. Nhóm đối tượng bị bắt giữ có vai trò cầm đầu gồm Huỳnh Long Bạch sinh năm 1991, Nguyễn Đắc Quý sinh năm 1994, Huỳnh Long Như sinh năm 1993 và Phạm Thị Mai Ngân sinh năm 1985. Ngoài ra, công an bắt giữ thêm hàng chục đối tượng khác có liên quan đến vụ việc. Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, phòng BA05 Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện nhóm đối tượng trên lợi dụng sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin đã sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật. Ngày 5 tháng 10, phòng BA05 cùng phòng Cảnh sát hình sự BC02, Công an nhiều quận huyện thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt ập vào nhiều điểm tiến hành bắt giữ và khám xét. Qua đó, công an bắt giữ 59 đối tượng trong đó có 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan đến đường dây này. Tăng vật thu giữ gồm 40 máy tính sách tay, 15 máy tính các loại, 79 điện thoại di động, 34 thẻ ATM và các tài khoản ngân hàng, 3 máy POS, 7 ô tô, 4 xe máy, tiền mặt gần 3 tỷ đồng. Tăng vật thu giữ gồm 40 máy tính sách tay, 15 máy tính các loại, 79 điện thoại di động, 34 thẻ ATM và các tài khoản ngân hàng, 3 máy BOS, 7 ô tô, 4 xe máy, tiền mặt gần 3 tỷ đồng, cùng các tài liệu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh, giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và thiết bị, phương tiện khác liên quan đến vụ án. Bước đầu xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng, có số lượng tiền giao dịch khổng lồ 3,8 tỷ đô la Mỹ, tương đương 87.612 tỷ đồng. Chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái. Đây là một đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do công an thành phố Hồ Chí Minh khám phá. Hiện công an đang tiếp tục điều tra và mở rộng. Tiếp theo sẽ là bản tin giải trí. Cuối cùng, Johnny Đặng cũng đã có động thái né đòn từ cơn phẫn nộ của Newtizen. Có chăng là quá mũ màng. Nghi vấn Johnny Đặng và Khoa Bất cạch mặt gia dặn suốt một tháng qua đã không còn là nghi vấn nữa. Khi Khoa Bất lên tiếng qua status cũng như vlog gây chấn động ngày hôm qua. Vụ việc liên tiếp có cao trào, hé lộ nhiều tình tiết sắc như số tiền 34,5 tỷ đồng được cho là ông vua Kim Hoàng chuyến đọt từ Khoa Bất Khoa Bất còn tiết lộ Johnny Đặng đạo vu khống, uy hiếp tính mạng của mình. Khoa Bất hiện tại đang ở New York, không rõ tình trạng sau khi đăng vlog. Rama không hồi kết giữa Khoa Bất và Johnny Đặng. Hiện tại người hâm mộ đang rất lo lắng cho tình trạng của anh sau lời nhắn nhủ. Nếu sau video này mình không ra được thêm video nào nữa thì các bạn hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi. Bên cạnh việc lo lắng cho Khoa Bất, nhiều netizen việc bày tỏ sự phẫn nộ bằng nhiều hành động tiêu cực hướng tới Johnny Đặng từ bảo đánh giá một sao của cửa hàng trang sức tại Mỹ cho đến tổng tấn công các nền tảng của ông. Lượng đánh giá cửa hàng trang sức tại Mỹ của Johnny Đặng tăng chóng mặt sau một đêm, 12 tiếng trước còn là 1,3 sao, giờ chỉ còn 1,1 sao. Trước cơn phẫn nộ từ dân mạng, trong đêm sáng ngày 2 tháng 12, ông Vua Kim Hoàng đã có một động thái phản ứng trên trang cá nhân khi người dùng Facebook truy cập vào hai trang của Johnny Đặng, lần lượt là trang cá nhân và trang Facebook của cửa hàng trang sức. Theo đó, đội ngũ Johnny Đặng đã bật tính năng giới hạn người bình luận, tức là chỉ một số người dùng đạt điều kiện phỏng theo bộ lọc của fanpage Johnny Đặng mới có thể bình luận vào các bài viết. Còn bộ lọc như thế nào thì không rõ, Tuy nhiên, trước khi kịp khóa bộ lọc bình luận, thì Johnny Đặng đã chịu hàng nghìn bình luận giận dữ, chỉ trích từ Newtizen, và chúng vẫn chưa hề bị xóa đi. Nhiều người cho rằng đây là một động thái né đòn của Johnny Đặng, nhưng đã quá muộn màng. Một nhân vật cũng được dư luận quan tâm không kém giữa tâm bảo scandal này là Vương Phạm. Vậy thì giữa ông ao lừa tiền của Johnny Đặng và Khoa Bất, thái độ của Vương Phạm như thế nào? Khoa Bất cảm ơn Vương Phạm vì triệu phú trẻ này đã lên tiếng giúp đỡ, yêu cầu Johnny Đặng trả lại tiền cho mình. Ôm ào nghỉ chơi của Johnny Đặng và Khoa Bất liên tục gây xôn xao khi cả hai tố cáo nhau bằng những lời lẽ gây gắt cho rằng đối phương lừa tiền, không giữ chữ tín trong thương vụ đầu tư đồng tiền ảo DBZ. Được coi là nhân chứng trong sự việc, Vương Phạm liên tục được Johnny Đặng và Khoa Bất nhắc đến trong những đoạn video bóc phốt. Theo đó, Johnny Đặng cho hay, Khoa là người không giữ uy tín. Khoa đã nhận lời làm đại diện quảng cáo cho DBZ. Phương Phạm là người làm chứng. Tôi nói có sách, mất có chứng chứ không nói bậy bạ. Khoa Bất cũng không chịu thua khi đăng tải video dài một tiếng đồng hồ nói rõ sự việc. Nam Youtuber kể Johnny Đặng đã đến tận nhà của Vương Phạm để gặp Khoa Bất và yêu cầu anh trả lại 1,5 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 34,5 tỷ đồng lấy được số tiền lớn. Johnny Đặng hứa đưa lại cho Khoa Bức 100.000 đô mà nam YouTuber đầu tư lúc ban đầu. Điều này khiến Khoa Bức mất trắng hơn 33 tỷ đồng. Sau khi Vương Phạm biết được sự việc, Triệu Phú Trẻ rất bất bình và giúp đỡ Khoa Bất lấy lại số tiền trên. Anh năng nỉ lẫn gây gắt yêu cầu Johnny Đặng trả lại tiền cho Khoa Bức. Ông vua Kim Hoàng đã đồng ý trả 4 triệu con, 6 triệu con còn lại Khoa Bất phải nhận lời quảng cáo DBZ cho ông thì mới nhận được. Chính nhờ sự giúp đỡ của Vương Phạm mà Khoa Bất mới lấy lại được một phần tiền và rút khỏi thương vụ này. Nam Youtuber dành lời cảm ơn đến Vương Phạm như sau. Nhờ công rất lớn của Vương tôi mới lấy lại được tiền. Vương làm đủ mọi cách để Johnny Đặng trả tiền cho tôi. Tôi rất cảm ơn Vương. Vương tính rất sòng phẳng và tốt với bạn bè. Đó cũng là lý do vì sao tôi hợp tác mở nhà hàng lẩu với Vương. Khoa Bất cũng tiết lộ thêm, sau khi đe dọa anh không được, Johnny Đặng lại nhờ Vương Phạm làm video quảng cáo DBZ. Tuy nhiên, trước nay Vương Phạm luôn kỹ tính và cẩn thận trong những dự án kinh doanh của mình, nên không nhận lời những thương vụ tiền ảo này. Giữa lâm xâm của Johnny Đặng và Khoa Bất, Vương Phạm vẫn giữ một thái độ im lặng. Anh cập nhật trên trang cá nhân nhiều hình ảnh và clip chia sẻ về cuộc sống đời thường giản dị. Sự kính tiếng và không bận tâm đến ram mà của nam YouTuber nhận rất nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Thủy Tiên tỏa sáng ở bán kết hoa hậu Hòa bình 2021. Người đẹp Thủy Tiên tự tin trình diễn hai phần thi dạ hội và bikini tại bán kết hoa hậu Hòa bình 2021 tối ngày 2 tháng 12. Ở phần dạ hội, các thí sinh có màn hô tên quốc gia trước khi bắt đầu trình diễn. Thủy Tiên tạo điểm nhấn bằng cách kéo dài tên Việt Nam cùng nụ cười rạng rỡ. Sau đó cô tự tin trình diễn với chiếc váy đuôi cá gam màu đỏ nổi bật của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn đây là bộ váy thủy tiên chọn thay thế cho jumpsuit suit gây tranh cãi ban đầu chiếc váy được đính kết đá và pha lê lấp lánh những chi tiết khách ao dọc thân váy cùng đường xẻ tà giúp thủy tiên khoe khéo vẻ đẹp hình thể trên sân khấu nhà thiết kế nguyễn minh tuấn đã nỗ lực hoàn thành trang phục bởi việc đính kết hoàn toàn bằng thủ công mất khá nhiều thời gian anh hy vọng thiết kế mới sẽ giúp thủy tiên nhận được nhiều may mắn trong đêm thi quan trọng Bước qua màn bikini, Thủy Tiên giữ vẫn phong độ. Cô mang đến một làn gió vừa tươi mới vừa sexy qua những cú nhún vai đá chân trên sân khấu. Cuối đường băng, người đẹp vuốt tóc tạo dáng giống với biểu tượng của cuộc thi. Chưa kể, kỹ năng trình diễn của Thủy Tiên cũng uyển chuyển, cuốn hút nhờ vào sự tập luyện từ siêu mẫu Minh Tú. Đông đảo fan theo dõi đều dành lời khen cho đại diện Việt Nam có phần thi tỏa sáng so với nhiều đối thủ khác. Chuyên trang International xếp Thủy Tiên trong nhóm 13 thí sinh có màn trình diễn dạo hội đẹp nhất đêm thi, bên cạnh Brazil, Colombia và Ecuador. Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 đã kết thúc các phần thi quan trọng, bikini, trang phục truyền thống, phỏng vấn, bán kết. Đến hiện tại, Thủy Tiên thuộc nhóm ứng viên sáng giá, thể hiện nổi bật xuyên suốt hành trình và tạo được sự chú ý với khán giả quốc tế. Cô còn chiến thắng giải người đẹp bikini do khán giả bình chọn. Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2019 và 2020 đều dự đoán đại diện Việt Nam có khả năng tiến vào top 5. Nguyễn Thúc Thủy Tiên sinh năm 1998, cao 1m7, từng vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018. Cùng năm, cô thi Hoa hậu quốc tế ở Nhật nhưng không đạt thành tích nào. Hoa hậu Hòa bình quốc tế tổ chức lần đầu năm 2013 và nhanh chóng trở thành một trong những cuộc thi nhan sắc uy tín hàng đầu thế giới mùa giải 2021 tổ chức tại đảo Phuket và thủ đô Bangkok của Thái Lan. Chung kết Hoa hậu Hòa bình 2021 sẽ diễn ra vào tối ngày 4 tháng 12. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự 360 trên phố Busa TV hôm nay. Tường Vi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi và đừng quên đăng ký cũng như chia sẻ kênh với bạn bè và người thân. Chúc quý vị buổi sáng an lành và một đêm ngon nhất. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình được phát sóng trên phố Bosa TV kỳ tới.